các bạn nhỏ và phụ huynh, tôi là bác sĩ Khoa Nhi trường Mộc Vinh. Một trong những việc quan trọng trong phòng chống dịch bệnh viêm phổi COVID-19 chính là phải thường xuyên rửa tay. Vì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ thường xuyên đụng hay chạm vào nhiều đồ vật khác nhau, cũng vì thế mà rất dễ khiến tay mình bị dính vi khuẩn. Cho nên nếu tiếp tục rờ vào mắt, mũi, miệng sẽ rất dễ bị lây nhiễm bệnh. Vì thế phải rửa tay đúng cách, có như vậy mới có thể phòng chống dịch bệnh một cách hữu hiệu. Rửa tay đúng cách không đơn giản là chỉ làm ướt tay, mà còn phải thực hiện đủ 5 bước như sau: làm ướt tay, thoa xà phòng, chà sát lòng bàn tay, mu bàn tay, đầu ngón tay, kẽ ngón tay và cổ tay, tất cả đều phải chà sát kỹ. Dùng nước sạch để rửa hai tay. Hứng nước lên để làm vệ sinh vòi nước. Lau khô hay dùng máy sấy để làm khô bàn tay. Mọi người nhớ là phải cùng tập thói quen rửa tay đúng cách. Có như vậy mới có thể cùng nhau phòng chống bệnh viêm phổi do virus COVID-19 hiệu quả.